Dạ rồi, em xin chào tất cả mọi người ha, chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha anh em. Đó thì hôm nay em vừa vệ sinh đồ nè anh em, đó. Quá trời đồ ha, nó vừa vệ sinh đồ, vừa bán cho anh em cho hai trái cây này ha. Hai cây này anh em nào chơi chuyển khoản cho em đủ, em bao ship giá 420.000 nha anh em. 420 chuyển khoản bao ship ha, một cây kéo kéo bướm nè, một cây kéo các cành thép đúc nguyên khối anh em, có chữ nghĩa đàng hoàng ha. Đó. Lưỡi ha. Đó, lưỡi nè, chữ nghĩa đàng hoàng. Thì cây này xây dài 18 rồi anh em. Hai cây xây dài 18 hết. Đó, lưỡi thì ok ha anh em. Đó. Rồi, anh em chuyển khoản đủ em bao ship nha, hai cây 420 anh em ha. Đó. Thì chuyển khoản thì anh em chỗ nào dùng dịch thì em sẽ giữ lại, khi nào hết dịch em chuyển cho anh em ha. Đó, còn anh em chỗ nào dùng không có dịch thì em chuyển thẳng luôn. Rồi, 420 chuyển khoản bao ship anh em.